Vụ người phụ nữ mất hơn 30 tỷ vì đăng ký giải chạy, khởi tố người này tội tham ô tài sản. Theo đó, với hy vọng lấy lại được số tiền đã chuyển để mua hàng khi đăng ký giải chạy marathon, nữ nhân viên kế toán đã rút ruột hơn 20 tỷ đồng của công ty để chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo. Ngày 26 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Chi, 35 tuổi, trú tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định do liên quan đến hành vi tham ô tài sản. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 4, trong khi lướt mạng xã hội, Chi thấy có cuộc thi Côn Marathon 2024 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại thành phố Quy Nhơn. Chi đã đăng ký cho hai con và một cháu ruột của mình tham gia, nhưng trang fanpage này thực chất là một trang lừa đảo. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn và đăng ký mua sản phẩm, Chi đều được hoàn tiền nhanh chóng. Tuy nhiên, nhóm lừa đảo sau đó đã đưa ra các lý do như sai cú pháp, sai lệnh và yêu cầu Chi phải chuyển tiếp tiền ngay nếu không số tiền đã chuyển trước đó sẽ bị mất. Chi đã chuyển tổng cộng hơn 30 tỷ đồng cho nhóm đối tượng lừa đảo này. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Chi đã lợi dụng nghiệp vụ kế toán của mình để thực hiện các lệnh chuyển tiền từ cơ quan nơi Chi đang làm việc sang tài khoản cá nhân, với tổng số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng. Theo lời khai ban đầu của Chi, phần lớn số tiền tham ô này đã được chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo.